mở cửa giùm tôi chứ. Cẩn thận. Chăng, mình đi được tới đây thôi à. Tụi mình sẽ nghĩ cách tự về nhà. Tiền nè. Cảm ơn cậu nhiều. Cậu có biết đường đến nhà của mẹ mình ở trên núi hay không? Mình tới đó mấy lần rồi, có nhắm mắt cũng tìm được. Bù Tông, tôi đưa số chú tôi cho hai người. Như vậy mới liên lạc được với người của chú ấy. Anh có giấy không? Viết nữa. Đây nè. Cảm ơn. Nè. Anh này, anh ổn chứ? Từ từ thôi. Viết được không vậy? Chú Sặc Đa. Nếu như tôi gặp người của chú anh ở bệnh viện, tôi sẽ đưa họ tới gặp anh và Chăng ha. Buổi tối, hai người nhớ phải cẩn thận nha. Giờ cả hai người đều không an toàn đâu, vì ông chủ thép đã nhìn thấy hai người đến cứu mình và Nai vừa nãy rồi đó. Cô không cần phải lo cho tôi và Bụi Toàn đâu, bọn tôi tự lo được mà. Cô cứ chăm sóc cho Nai đi. Chăng, tạm biệt cậu nha. Tụi mình đi trước nha. Mau đi thôi. Đi cẩn thận nha. Mình đi nha. Được rồi. Vết thương bị rách hả? Cũng không có gì lạ. Anh đánh nhau kịch liệt như vậy mà. Với bệnh viện hoặc trạm xá xử lý vết thương này nha. Không, không cần đâu. Tôi vẫn ổn mà. Ở phía trước có chợ. Tôi sẽ qua đó mua thuốc và đồ xử lý vết thương cho anh. Cô chấp nhận chết thay tôi thật sao? Tôi đem tới rắc rối cho anh mà. Tới mức chấp nhận chết vì tôi luôn à? Tại tôi là người như vậy đó. Nếu tôi đã thật lòng muốn hy sinh vì một ai, chuyện gì tôi cũng làm. Với lại tôi cũng đã từng nói sẽ chăm sóc bảo vệ anh cho tới khi anh về Bangkok. Nếu cô thực sự vì tôi muốn cô làm một chuyện cho tôi được không? Chuyện gì? Tôi muốn sắp tới cô sẽ cố gắng trở thành một người hoàn toàn mới, như cô mong muốn. Vì chính bản thân cô. Tới rồi. Anh vẫn ổn chứ? Đây là nhà ai vậy? Là nhà của mẹ tôi. Sau khi mẹ tôi lấy ba tôi thì hai người chuyển đến sống ở làng biên giới này. Bây giờ thì căn nhà này hiện đang bỏ hoang. Tôi và anh Bon từng trốn ở chỗ này để tránh sự truy lùng của cảnh sát đó. Vậy ba mẹ cô đâu hết rồi? Họ đã mất rồi. Ta làm tất cả đều vì người thân mà. Người thân hả? Anh Bon không phải là người thân của tôi. Nhưng cô coi anh ta như vậy. Vì bên cô không còn ai, chỉ còn anh ta. Cho nên cô mới coi anh ta là người thân duy nhất của cô. Bởi vậy cô mới làm tất cả cho anh ta. Có lẽ anh có biết không, lúc mà tôi thấy anh Bon có người con gái khác, có một khoảnh khắc nào đó tôi chỉ muốn chết đi thôi. Cứ như thể thế giới của tôi không còn ai nữa. Cô đó, đừng có nghĩ vậy. Cho dù ba mẹ của cô không còn trên đời nữa, nhưng ba mẹ vẫn luôn sống trong tim cô. Cô vẫn có thể sống vì họ mà. Giống như anh bây giờ ha. Được rồi, từ nay về sau anh Bon sẽ không là người thân của tôi nữa. Anh ấy ở đâu, ở cùng ai tôi cũng mặc kệ hết. Vì người thân thật sự của tôi, Đà Ngữ đi, tôi sẽ làm mọi thứ để họ cảm thấy tự hào vì tôi. Ôi da. Nè, anh sao vậy? Vết thương bị đau hả? Anh cười tới nỗi vết thương đau hả? Ôi, như vậy thì tốt rồi. Vậy giờ anh ngồi chờ tôi một lát. Lâu rồi tôi không về nhà, chắc là bụi lắm. Để tôi vô dọn trước nha. Mọi người đều đang bàn tán người chết ở trong rừng tối đó là người từ làng biên giới tới á nha. Nghe nói là ông chủ thép đưa tới nữa. Cái gì? Vậy à, cứ đưa thẳng tới đó luôn à hả? Phải, nói tới là thấy ớn à. Nè, tôi ra bán đồ một chút ha. Ừ. Xin chào hai cậu muốn mua gì? Cho chúng tôi 2 lon cà phê. Có liền. Nè, tôi thấy cậu lạ lạ nha, cậu không phải người ở đây đúng không? Chúng tôi là bạn của Nai. Ồ, cậu Nai là thiên thần của làng tôi đó. Tôi vừa mới đi thăm cậu ấy về đây. Bác biết ai làm cho Nai bị thương không vậy? Chuyện đó thì tôi không có chắc. Nhưng cậu Nai có va chạm với người có máu mặt ở đây tên là Phu Phả. Phu Phả hả? Ừ. Bệnh viện biên giới. Nè, bà của tôi sao rồi? Lúc nãy bác sĩ có nói ông chủ bị thương ảnh hưởng tới dây thần kinh, có thể sẽ bị tàn tật. Này, anh dám làm vậy sao? Nè, có tìm nữa hả thì cũng vô ích thôi. Cô hoàn toàn không biết thuộc hạ của chú anh này trông như thế nào mà. Tôi không có tìm người, tôi tìm điện thoại mà. Bộ thời nay không có dùng điện thoại công cộng nữa hay sao á? Trời ơi, chắc là không còn đâu. Ai cũng dùng điện thoại di động rồi. Chỉ của làng mình là không có điện thoại di động thôi đó. Vậy để tôi vô hỏi mượn y tá coi làm sao ha. Vậy cũng được. Nơi lấy số. Anh Phở! Cái gì nữa? Chính là hai đứa nó đã giúp Chanh và Nai chạy thoát. Mùa tông tối, hai người nè, mau chạy đi, chạy mau, chạy mau đi. Chạy lên, rớt rồi, chạy đi mau lên. Họ đuổi tới nơi rồi, chạy mau lên. Muốn chạy hả? Khốn kiếp, chúng chạy đâu mất rồi? Hai người nghĩ là có thể trốn được sao? Khủng kiếp. Trời ơi, khủng kiếp. Cậu đi qua kia coi thử đi, còn cậu theo tôi. Dạ. Chậm thôi. Từ từ. Giày của cô đâu rồi? Bên kia. Hả? Tôi qua bên kia cô thử. Nè, Bụi Toàn lẹ đi. Đi. Ôi, Tối ơi. Cái gì nữa? Ôi, giờ phải làm sao đây? Sao? Không có nhìn ra số điện thoại nữa rồi nè. Ôi, nè, cô coi bây giờ là mấy giờ rồi? Vẫn không nhớ số ở trên này hay sao? Không nhớ gì luôn hả? Không gì chứ. 08 09. Tôi nhớ không có nổi. 09 hả? Tôi không nhớ nổi nữa. Ui, 06 hả? Sao đây ta? 06. Cô nhớ đi bạn. Dạ, tôi xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Cô coi thử đi. Nhìn sao mà được nữa. 09 hay là 06 vậy? Trời, anh nghĩ giùm tôi đi, không được hả? Trời, tôi giúp làm sao được đây. Tôi có coi nó đâu chứ. Hay là phơi nắng thử coi sao ha. Phơi nắng có hiệu quả không ta? Có được không? Nghĩ đi. Tôi không biết được không nữa. Hai người đàn ông sao? Lại chứ. Dốc đã hỏi nhân viên của bệnh viện này rồi. Tôi nghĩ chắc là người của D. Người của D sao? Sao cậu ta lại biết Nai ở đâu được? Tôi cũng không biết chuyện này. Nè anh, làm tôi hết hồn. Nè, lúc nãy khi mà tôi đi ra ngoài để lấy nước lau sàn thì tôi thấy một thứ này. Tôi tìm được một cây chuối ở gần con suối. Trên cây có rất nhiều trái. Nè, sữa đặt ở đâu ra vậy? Là tôi đem từ Bangkok tới đó. Đây, để tôi lột vỏ cho anh luôn nha. Anh tự mình cho sữa đặc lên mà ăn. Anh muốn ăn bao nhiêu thì cứ cho bấy nhiêu nha. Không sao đâu, để tôi tự lau. Nhớ cẩn thận, đừng để tay bị dơ. Hay là để tôi đi lấy nước cho anh rửa mặt ha. Để tôi giúp cô. Không cần đâu, anh ngồi đó nghỉ ngơi đi. Để tôi lấy nước về cho anh lau người. Cô chắc chứ? Tôi giỏi việc lấy nước hơn là lừa gạt người khác nữa đó. Tôi biết lấy nước từ nhỏ mà. Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nè. Không phải cô nói cô giỏi lắm sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bồn pháเธอ thó xác lồng mà hãy chạy chán thang quay phiên đáy phá mưa thao rai cả nãy mày lúa cause you're my lucky star. Anh đi, bây giờ em đang ở bệnh viện nè. Em tới thăm chú Sặc Đa, có lẽ sẽ biết thêm về nay. Cảm ơn cô rất nhiều. Chú sắp xuất viện về nhà sao? Chú đã khỏe hẳn chưa chú? Vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng mà tôi phải về, bởi vì tôi còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Vậy để con đưa chú về nha. Không cần đâu, tôi gọi người tới đón rồi. Vậy trước khi có người tới đón, chúng ta đi uống cà phê nha. Cũng được. Chú Sặc Đa nè, Dốc đã đi đâu rồi chú? Sao lần này lại để xe công ty tới đón chú? Dốc đi ngoài tỉnh làm việc rồi. Vậy nếu bây giờ chú muốn đi đâu thì có thể cho con biết, con sẽ đi đón chú. Nếu như con muốn hỏi thông tin gì từ tôi thì có thể hỏi thẳng tôi. Không có đâu chú, con chỉ là lo cho chú thôi, tại con thấy Dốc đi Chiềng Rai. Sao cô biết Dốc đi Chiềng Rai chứ? Chuyện người của Đê đuổi tới tận Chiềng Rai là do cô hay sao? Anh ông phái cô tới điều tra manh mối có đúng không? Không phải đâu chú. Cô biết không Rao, anh ông không hề muốn tặng cô sợi dây chuyền Win Mary. Cô chỉ là người mẫu trình diễn, vì bà ta muốn bán dây chuyền Win Mary đi. Đó chính là mục đích của bà ta. Cô có thể gọi cho khách hàng VIP của công ty hỏi thử, hoặc cô hỏi phu nhân Suma cũng được. Hai người thân với nhau mà. Cô có thể hỏi thử coi cô ấy có nhận được bản giá của dây chuyền Win Mary hay không. Trang sức Paradise. Alo, chuyện gì vậy? Tôi đã nói với Brown chuyện cô muốn bán dây chuyền Win Mary rồi. Anh muốn phá hoại quan hệ giữa tôi và con trai sao? Tiếc là không thể đâu. Còn nữa, tôi chắc chắn Brown không dám gây phiền phức đâu. Tại sao chứ? Cô nghĩ ra cách đối phó rồi hay sao? Đúng vậy. Vậy cô nghĩ cách của cô có đủ chắc chắn hay không? Cô đừng quên, Rao cũng giống y như cô thôi, có thể bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mà mình muốn. Cô ta sẵn sàng gạt bỏ mọi cái gai cản đường của cô ta. Với Rao bây giờ thì cô chính là cái gai. Phải mâu thuẫn nội bộ, họ mới không có thời gian tìm nay. Anh hai, anh tỉnh rồi hả? Ôi, để tôi đỡ anh dậy cho. Ủa, vẫn chưa có ai tới sao? Chưa có ai. Anh ăn chén cháo trước đã. Là người dân ở gần đây nấu cháo cho anh đó. Tôi vừa hâm lại vẫn còn nóng nè. Cô không ăn gì sao? Tôi ăn rồi. Để tôi đút anh ha. Anh đúng là tốt số thật đó. Dù có gặp chuyện nghiêm trọng hơn, tôi cũng không chết dễ dàng đâu. Tôi phải giành lại công ty từ tay người phụ nữ kia. Tôi hỏi anh chuyện này. Sao anh và mẹ kế của anh hai người lại ghét nhau tới như vậy chứ? Bà ta đã sát hại mẹ tôi. Hả? Bà ta đã tuyên bố sẽ giành hết mọi thứ từ gia đình tôi. Và bà ta ra tay thật. Sau khi ba tôi mất, mọi người trong công ty và vị trí chủ tịch cũng thuộc về bà ta. Chắc chắn bà ta đã làm gì ba tôi, nên ba mới giao hết cho bà ta. Tôi cứ nghĩ là có nhiều tiền thì sẽ hạnh phúc chứ. Từ khi người phụ nữ đó bước vô gia đình tôi, tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Anh biết không, lúc mà tôi còn ở trong tù, tôi thấy không hạnh phúc chút nào. Nằm ngủ phải chen lấn với người khác, rồi còn bị hạn chế tự do. Không ngày nào ở trong tù mà tôi không rủa anh hết đó. Nhưng mà tự nhiên một ngày tôi hiểu ra là hạnh phúc xuất phát từ tim chúng ta, không liên quan gì tới thế giới bên ngoài. Chuyện của mẹ kế anh cũng vậy thôi. Tôi nghĩ nếu như anh muốn thoát khỏi đau khổ này để tìm lấy hạnh phúc của mình, thì anh nên thử giải quyết chuyện này, chứ không phải mặc kệ cho mọi thứ như vậy đâu, để hai bên thù địch nhau mãi. Có lẽ cho tới cuối cùng sẽ không có một ai giành được chiến thắng hết. Hãy nghĩ tích cực lên đi. Người phụ nữ đó dù sao cũng là người mà ba anh yêu đúng chứ. Bà ta còn là chủ tịch của công ty nữa. Nếu như mà bà ta thực sự không nghĩ cho công ty, thì công ty ba anh đã sớm phá sản rồi. Là do tôi và chú Sặc Đa vẫn luôn kiềm chế bà ta. Hay anh hãy thử nghĩ rằng người phụ nữ đó cũng nghĩ cho công ty như anh vẫn hay làm mà thôi. Chỉ là cách làm và cách nghĩ của bà ta thì không được giống anh. Có lẽ anh không biết điều đó vì hai người chưa từng nói chuyện đàng hoàng. Có thể là vậy mà. Hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng đó, vì tôi thật sự muốn thấy anh được hạnh phúc. Ôi, anh đây, anh đây. Ôi, người anh nóng quá đi. Anh nằm nghỉ ở đây nha. Ôi. Anh ơi. Sao nóng vậy nè? Vậy uống thuốc đi anh. Nè. Anh mặc quần áo vô, trời lạnh lắm. Trâm Trinh, cứu tôi! À! Trâm Trinh, Trâm Trinh, không được Trâm Trinh, Trâm Trinh, anh ơi! Ôi, anh ngồi dậy từ từ thôi. Anh không sao chứ? Anh bị đau hả? Tôi mơ thấy ác mộng, thấy cô bị súng bắn. Bây giờ không sao rồi, chỉ là mơ thôi. Vậy giờ tôi lấy cháo cho anh ăn nha. Anh ngủ cả ngày rồi, chắc cũng đói bụng. Sao vậy anh Nay? Anh yêu em. Tuy đó chỉ là trong giấc mơ của anh, nhưng khi thấy em bị bắn, anh cảm giác như trái tim mình vỡ nát. Anh chắc chắn anh không thể sống thiếu em được. Anh yêu em, chôm chanh. Cảm giác của em cũng giống như anh đúng không? Anh này à, cảm giác của tôi cũng giống anh. Nhưng tình cảm giữa hai ta là không thể được. Anh là người thừa kế công ty trang sức Paradise mà. Còn tôi chỉ là một người mới ra tù. Em nghe đây. Tìm một người hoàn hảo đối với anh không hề khó. Nhưng để tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình thì cực kỳ khó em à. Chúng ta hạnh phúc khi ở bên nhau mà. Không lẽ chúng ta phải từ bỏ vậy sao? Anh không muốn như vậy. Nhưng nếu em muốn vậy thì anh sẽ chấp nhận. Nhưng anh không chịu thua đâu. Em đồng ý. Em đã quyết định kể từ giây phút này, cuộc đời của em phải trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng nếu như cuộc đời của em không có anh, sẽ thật vô nghĩa. You're my lucky star, song so white bone fire. เธอทอดแสงลงมาให้ใจฉันทางไกลเพียงใดฟ้ามืดเท่าไรแค่ไหนไม่กลัว cause you're my lucky star, song so white bone fire. เธอทอดแสงลงมาให้ใจฉันมืดมัวเพียงใดแต่ทางหัวใจยังมองเห็นเธอได้ชัดเจน